cô xin mến chào các em. Các em thân mến, hôm nay hãy cùng cô vẽ một bức tranh với chủ đề đồ thị trong mắt em nhé. Em hãy nhớ lại hình ảnh về khu nhà hay khu đô thị mà em đã từng nhìn thấy, để lại cho em nhiều ấn tượng. Các em hãy cùng quan sát và tham khảo bài vẽ của cô nhé. Bước 1. Em vẽ phác các hình cơ bản tạo nhà và cây. Ví dụ như hình chữ nhật hay hình vuông có thể tạo thành thân nhà này. Hình tam giác có thể tạo thành mái nhà đúng không nhỉ? Ngoài ra em có thể phác tán lá cây hình tròn hoặc hình tam giác nhé. Trong khu nhà, khu đô thị ấy, nhịp điệu của các ngôi nhà như thế nào nhỉ? Cô thấy có nhiều ngôi nhà cao, cũng có ngôi nhà thấp. Những ngôi nhà khoác trên mình những chiếc áo thật nhiều sắc màu đúng không nhỉ? Xung quanh cô còn thấy rất nhiều cây xanh, còn có cả khu vui chơi cho các bạn nhỏ nữa đấy. Sau khi em vẽ xong các hình cơ bản tạo nhà và cây, thì ở bước 2, em vẽ các chi tiết thể hiện đặc điểm của khu nhà. Với bước 3, em vẽ thêm hoạt động của con người tạo điểm nhấn cho bức tranh. Ví dụ các bạn nhỏ vui chơi hay mọi người đang đi trên vỉa hè. Ở bước 4, em vẽ màu và hoàn thiện bức tranh. Em hãy sử dụng nhiều màu sắc khác nhau để tạo một bức tranh thật đẹp và rực rỡ sắc màu nhé. Trong quá trình vẽ, em có thể vẽ theo trí tưởng tượng về khu nhà hay khu đô thị theo ý thích của mình. Cứ chúc các em sẽ vẽ được một bức tranh thật đẹp theo ý thích của mình nhé. Và một điều không được quên nữa, để cho khu nhà, khu đô thị luôn sạch đẹp thì các em hãy luôn yêu quý, giữ gìn, bảo vệ môi trường. Ví dụ như để rác đúng nơi quy định này, không vẽ trên tường, không bẻ hoa, bẻ cành, và vui chơi ở khu vực an toàn.
đang vẽ về khu nhà nơi cô đang sinh sống. Ở xung quanh những ngôi nhà cao thấp khác nhau thì có những tán lá cây xanh rất là đẹp để bảo vệ môi trường cho không khí trong lành nữa đấy các em ạ. Ngoài ra, cô sẽ vẽ thêm hai bạn nhỏ đang vui chơi cùng nhau rất vui vẻ nữa đấy. Còn các em sẽ vẽ những hình ảnh gì trong bức tranh của mình vậy? Hãy cho cô biết nhé!